Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ ba ngày 24 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Thêm 32 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ tại Kalantan. Tổng thống Philippines báo động quốc tế Trung Quốc càng ngày càng hung hãn. Kính thưa quý vị, tin từ gia đình nhạc sĩ Tô Hải cho biết ông đang bệnh rất nặng và đã phải vào Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn để điều trị. Vợ của nhạc sĩ là bà Lâm Thị Ái cho biết. Dạ phải, tên mấy ngày ổng uống ly cà phê mà tay ổng cầm không được, cái tách cà phê nó cứ rung rồi vào bên tay, tôi nhìn thấy không, thấy tội quá tôi mới nói là thôi giờ anh sa sút nhiều quá rồi, rồi là em đem anh đi bệnh viện thì coi có cái gì thì lấy mà ổng một đêm ổng ngủ không được, ổng nằm là nó bị gọi là nó như là ngộp thở không dậy được, thì một đêm mà cứ ổng dậy ngồi dậy 5-7 lần như vậy, ổng ngồi ổng cứ gục đầu rồi xong tôi hỏi anh bị sao vậy, bảo là anh không thở được. Xin được nhắc lại, nhạc sĩ Tô Hải có tên đầy đủ là Tô Đình Hải, năm nay 85 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình, hiện sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc cách mạng tháng 8, nhạc sĩ Tô Hải tham gia vệ quốc đoàn. Năm 1951, ông về đoàn văn công khu 4, 3 năm sau, ông trở thành trưởng đoàn. Từ năm 1961, ông về công tác tại nhà xuất bản âm nhạc và mỹ thuật. Nhạc sĩ Tô Hải có thể là blogger lớn tuổi nhất Việt Nam. Ông có rất nhiều bài viết mạnh mẽ phê phán những sai lầm của nhà nước trong nhiều năm qua. Ông được biết và yêu mến do tài năng sáng tác âm nhạc một phần khác là do ông từ chối bổng lộc để làm cây viết phản kháng nổi tiếng nhất hiện nay. Thưa quý vị, 32 ngư dân Việt Nam và 3 tàu cá bị giam giữ ở Malaysia theo cảnh sát đường biển nước này loan báo hôm qua tại Kuala Lumpur. Ngư dân Việt Nam bị cáo buộc xâm nhập hải phận và đánh cá trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Malaysia. Ông Janin Abdulmajid, giới chức cao cấp cảnh sát đường biển Malaysia, nói với báo chí đây là vụ bắt giữ thứ 14 và là vụ lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Lần này, các ngư dân Việt Nam bị bắt, người trẻ nhất 20 và lớn nhất là 61 tuổi, đã bị tống giam hôm Chủ nhật sau khi bị phát hiện đang hoạt động ở khu vực duyên hải bang Kelantan, phía đông Malaysia, cách cảng Top Bali 112 hải lý. Hôm thứ Tư vừa qua đã có tin 18 ngư dân Việt Nam bị bắt ở cùng một vùng biển này cùng với 2 tàu và ngư cụ trị giá gần 27.000 đô la, hiện đang bị giam giữ chờ xử phạt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Hai bày tỏ quan tâm về việc bùng phát bệnh da bí ẩn ở Trung Bộ Việt Nam và đã làm cho 19 người thiệt mạng, đa số là trẻ em. Hơn 170 người ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã bị nhiễm bệnh lạ. Trong khi ngành y tế Việt Nam không biết chính xác đây là bệnh gì cũng như nguyên nhân gây bệnh. Người mắc bệnh lạ bị cứng chi, tay chân bị viêm da, phồng rộp với vết thương như bị bỏng nặng. Chuyên gia WHO tại Hà Nội, ông Gu Guwao nói với báo chí là WHO rất quan tâm tới vụ việc và nhấn mạnh là phía Việt Nam chưa yêu cầu giúp đỡ. Cho đến nay, các chuyên gia của tổ chức này vẫn chưa được tiếp cận bất kỳ báo cáo chính thức nào liên quan đến việc này. Theo báo chí Việt Nam, nhiều người chết vì bệnh da lạ ở Quảng Ngãi khi bệnh biến chứng suy đa phủ tạng. Tổng thống Philippines Bernardino Aquino hôm thứ Hai lên tiếng báo động các nước láng giềng về việc Bắc Kinh ngày một thêm hung hãn qua công bố chủ quyền rộng lớn trên biển Nam Trung Hoa, tức vùng biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Tại Manila, Tổng thống Aquino nhấn mạnh rằng chủ quyền do Trung Quốc công bố trải dài trên một khu vực rộng lớn và càng ngày càng tới gần quần đảo Philippines hơn. Chỉ lên bản đồ, ông Aquino nói với các nhà báo, Trung Quốc công bố chủ quyền gần như toàn thể khu vực biển này. Hành động của Bắc Kinh không thể không gây quan ngại cho các quốc gia trong vùng. Phát biểu của Tổng thống Aquino được ghi nhận ngay sau khi chính phủ Philippines loan báo sẽ đưa vấn đề đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông tại khu vực Scarborough vào chương trình nghị sự cuộc họp cấp cao của Hoa Kỳ và Phi diễn ra vào tuần tới. Manila và Bắc Kinh đang bế tắc trong vụ tranh chấp chủ quyền các bãi đá Scarborough trên vùng biển Trường Sa. Đảo Scarborough nằm cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km, trong khi cách Hải Nam Trung Quốc tới 1.200 km. Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ thảo luận rộng rãi về các vấn đề chính trị và kinh tế vào ngày 3 và ngày 4 tháng 5 sắp tới tại Bắc Kinh. Washington loan báo tin này vào hôm thứ Hai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngân khố Timothy Geithner sẽ đại diện Hoa Kỳ hội đàm với hai giới chức tương nhiệm là Phó Thủ tướng Tiền Kỷ Thâm và Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc. Đây là cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế hàng năm lần thứ tư giữa Mỹ-Trung. Hoạt động đối thoại cấp cao này được đề ra vào năm 2009, có thể bao gồm nhiều lĩnh vực, kể cả mối quan tâm chiến lược, vấn đề môi trường, nhân quyền và thương mại. Tuy vậy, hai bên thường thảo luận tổng quát hơn là nhắm vào một nội dung cụ thể.
đối thoại Mỹ-Trung vào tháng 5 năm 2011 đã thảo luận về lợi ích của hai quốc gia ở Afghanistan, cũng như vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn và Iran. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetiengviet.net. Nếu bị tưởng lừa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rp.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.